Khánh Duy xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 72 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Mộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ sau khi Diệp Húc giết chết Phạm Hiểu Âm, hắn ta đụng độ với Kim Ngưu Thần. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đồng thời có một loại hưng phấn cùng với sao động. Hắn mở miệng quát lớn, kiều đỉnh càng lúc càng nhỏ, dung nhập vào bên trong huyệt khiếu quanh thân của hắn, bay chạy thần tốc trong các huyệt khiếu. Tuy rằng gọi là chấn áp thân thể của hắn, nhưng dựa vào là uy năng của kiều đỉnh bảo vệ thân thể hắn, đồng thời tăng thêm cho hắn nguồn lực lượng không gì có thể so sánh nổi. Hắn một quyền nghênh đón nắm đấm của Kim Ngưu Thần, khí thế trước nay chưa từng có, quyền ý ghê gớm đến cực điểm. Một quyền đánh ra dường như đánh ra sát khí của vô số quân sĩ vũ sĩ chém giết, tư thế hào hùng nghênh diện mà đến. Kim Ngưu Thần đánh ra một quyền này, bên trong quyền phong mang theo tiếng Phật âm, dường như tôn viễn cổ cự Phật Tiểu Quang Minh thánh địa kia sống lại vậy, hướng chúng sinh bày ra Phật pháp sắt trá tà linh. Nắm đấm của hắn ta giống như một cối xay màu lam thật lớn, quyền phong mênh mông đăng đãng, đánh nát trời cao, chiếu rọi bốn phía một mảnh lam u. Chiến lực hùng mạnh như thế khiến cho Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị. Nếu như Kim Ngưu Thần tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đặt tới cảnh giới càng cao thâm hơn, chỉ sợ thân thể của hắn ta sẽ tương đương với loại vu bảo như là Thiên Ma Sách, hoàn toàn có thể dùng một quyền đánh nát không gian, tiến vào dị độ thời không, thậm chí có thể xuyên qua những vùng đất viễn cổ, đánh mất như hàng của ma vực. Hắn ta tương đương với một kiện vu bảo hình người, so với thân thể của cường giả tam thần cảnh đáng sợ hơn không ít. Nếu Diệp Húc có thể tu luyện cửu chuyển ngưng công đến quân thứ 9, tu vi đạt tới tam hoàng cảnh, kim thân viên mãn, chỉ sợ cho dù không bằng viễn cổ cự Phật cấm bảo của Tiểu Quang Minh thánh địa, nhưng cũng không kém là bao. Hai luồng lực lượng tuyệt cường gặp nhau, song phương biến mất, Diệp Húc trong cơ thể dù có kiều đỉnh chấn áp cũng biết được khó có thể chịu nổi. Kiều đỉnh bị luồng vĩ lực này chấn cho lắc lư không ngớt, bay tới bay lui trong các huyệt khiếu, chấn cho toàn thân của hắn xương cốt máu thịt giống như sắp sửa vỡ vụn vậy. Bạch cốt yêu thành gia trì thân ta, nguyên thần hiển hóa dung nhập thân ta. Diệp Húc chợt quát một tiếng, đem bạch cốt yêu thành cũng dung nhập vào trong huyệt khiếu, chống cự lại lực lượng của Kim Ngưu Thần. Phía sau đột nhiên hiện ra một gốc cây lớn vạn trượng, toàn thân như ngọc, vô số căn rễ vũ động. Ngọc thụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng thân thể của hắn, biến mất ở bên trong cơ thể hắn. Có nguyên thần gia trì, kiều đỉnh chấn áp, hắn có thể chống đỡ luồng lực lượng này, thân thể củng cố bất động như bàn thạch, lực lượng của Kim Ngưu Thần sẽ không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn được nữa, chỉ có thể bức hắn càng ngày càng mạnh. Ở trong cơ thể của hắn, Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh lấy một loại độ cao trước nay chưa từng có, luyện hóa linh khí, một hơi thở thôi liền lưu chuyển mấy vạn chu thiên, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Thật không ngờ, ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, thực lực quả thật không kém. Kim Ngưu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: khó trách có thể giết được Úc Sư Đệ, bắt đi hai người con gái của yêu chủ, gây ra họa lớn như vậy. Nhưng một quyền này cũng không phải là ta xuất ra toàn lực đâu. Nếu ta toàn lực mà xuất ra, thiên địa biến sắc, một chưởng liền có thể đánh ngươi thành bột mịn kìa. Chiến Phật Thánh Pháp, hắn quát lớn một tiếng, thân hình như lam ngọc Phật Đà, phía sau che kín Phật quang giống như vòng tròn, phạm vi hơn 10 trượng. Vòng tròn đấy có hai vòng chuyển động theo hướng ngược nhau. Bên cạnh vòng tròn, từng tôn cổ Phật ở phía sau đầu hắn không nhanh không chậm mà quay xung quanh. Vòng thứ nhất có tổng cộng 99 tôn cổ Phật, vòng thứ hai có 999 tôn chư Phật lưu chuyển sau gáy của hắn, trong miệng niệm tụng kinh văn viễn cổ, thanh âm vang dội. Vòng tròn phía sau hắn giống như một Phật quốc, mà hắn ta lại giống như một chư Phật chi chủ đứng đầu đàn Phật. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết sao?
Diệp Phúc sắc mặt ngưng trọng. Hai vòng tròn phía sau Kim Ngưu Thần giống như hai vòng long ngọc, không ngừng xoay tròn, vô cùng giống công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết của hắn. Nhưng công đức Kim Luân của Diệp Phúc chính là do ác quả tạo thành, mang theo ma khí dày đặc, mà hai vòng Kim Luân của Kim Ngưu Thần lại là Phật quang thuần túy, dường như có thể tinh lọc hết thể tà ác. Hơn nữa, hắn ta đã tu luyện công đức Kim Luân luyện bảo quyết đến trình độ Thiên Bảo Kim Luân, so với Diệp Phúc còn cao hơn một bậc. Kim Ngưu Thần cũng kinh ngạc cười nói: "Thật không ngờ, người cũng nhận ra được công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết sao? Ta giúp người vô số dành dụng công đức luyện thành hai vòng Kim Luân, Nhân Bảo Kim Luân, Địa Bảo Kim Luân, hai vòng Kim Luân gia trì, khiến cho thực lực của ta phát huy đến độ cao mà nhà ngươi khó có thể tưởng tượng được." Phật thủ diệt độ. Hắn ta quát lớn một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lật áp xuống Diệp Phúc. Bàn tay của hắn vừa động, phía sau đầu hơn ngàn tôn của Phật đồng thời giơ tay phải ra cùng đánh tới Diệp Phúc. Như thị ngã văn. Chư Phật mở miệng quát lớn, tạo ra một loại lực lượng rung động lòng người, ích ma chủ tà thần, Phật âm xung đãng, thậm chí quấy nhiễu Diệp Phúc chân nguyên lưu động. Thế giới này đã không còn Phật tổ, không còn tiên nhân, chỉ có vu. Chư Phật viễn cổ cho dù tự mình giáng xuống cũng phải chết thôi. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, sau đầu cũng hiện ra hai vòng lam ngọc kim luân. Kim luân hiện lên một đóa yêu liên, hoa sen hơi động, lập tức phân liệt, từng đóa lam ngọc yêu liên nhập vào trong kim luân, trong nháy mắt cũng tạo thành hai vòng nhân bảo, địa bảo, lưỡng đại kim luân tạo thành từ yêu liên. Vạn pháp yêu quyết, vạn pháp yêu thủ. Hắn vốn còn chưa hiểu rõ hết tác dụng của công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, nhưng nhìn thấy thủ đoạn của Kim Ngưu Thần, lập tức biết chỗ diệu dụng của công đức kim luân. Một trường đón nhận của bàn tay lam ngọc của Phật của Kim Ngưu Thần, chỉ thấy hơn ngàn bông hoa liên đều lay động, sinh tư ma khí ngút trời nhập vào trong vạn pháp yêu thủ của hắn, thanh thế lập tức lớn hơn mấy lần, đủ để chống lại Kim Ngưu Thần. Kim Ngưu Thần tuy chưa tu thành nguyên thai bất tử chân thân, nhưng dù sao cũng đã tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến cuốn thứ tư đệ ngũ chuyển, thân thể vốn cực kỳ hùng mạnh, hắn ta lại tu luyện chín Phật thánh quyết dung nhập vào trong ảo thai, ảo thai dung nhập thân thể, thân thể hắn ta liền tương đương với trải qua chín Phật thánh pháp và ảo thai cùng gia trì, hơn nữa thêm cả hai vòng công đức kim luân tương đương với ba tầng gia trì. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy có người tu luyện đến mức dũng mãnh như thế, dù cho là hắn đồng thời tu luyện kiểu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo, chỉ luyện lực lượng thân thể thôi đã kém hơn Kim Ngưu Thần rất nhiều. Tuy nhiên tu vi của hắn lại không kém Kim Ngưu Thần, hắn tu luyện kiểu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tu vi bản thân liền hùng hậu hơn vũ sĩ bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cùng hai loại chư thiên tinh đấu cấm pháp cùng với nhất thần phân hóa kiểu đỉnh kiểu nguyên của Hạ gia, trình độ hùng hậu của chân nguyên hắn vượt xa bất luận vũ sĩ cùng cấp nào, mức độ tinh thuần của chân nguyên cũng đạt tới trình độ làm cho người ta phải giận dữ. Mà nguyên thần của hắn trải qua Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần chân giải, lấy Thái Dương chân hỏa tẩy lễ, lại trải qua từng lần lôi kiếp rèn luyện, cũng đạt tới cường độ tam thai cảnh nguyên thần hiển hóa, ngang với Kim Ngưu Thần. Mà công đức kim luân hắn cũng đã tu luyện đến địa bảo kim luân, ác quả luy luy, sánh ngang với Kim Ngưu Thần. Chỉ có nhiều cấm pháp như thế mới có thể tạo ra loại quái thai như Diệp Phúc đây. Có thể nói hắn tích lũy hơn người khác gấp trăm ngàn lần, nhưng lực lượng phải tích khi đột phá, linh khí hao phí cũng là hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Diệp Phúc cùng Kim Ngưu Thần tu vi ngang nhau, nguyên thần ngang nhau, công đức kim luân ngang nhau, thứ khiếm khuyết chính là sức mạnh của bản thể mà thôi. Nhưng chỉ là điểm này đã đủ để cho Kim Ngưu Thần hoàn toàn áp chế Diệp Phúc. Đây là lần đầu tiên Diệp Phúc chiến đấu gian khổ như thế, gian nan như vậy. Kim Ngưu Thần vóc người khổng lồ, cao tới hơn 10 thước, giống như một tôn long ngọc cự Phật. Một quyền một cước có chư Phật tụng kinh ca ngợi, Phật quang gia trì, dường như có được sức mạnh để khai thiên lập địa. Mà Diệp Phúc nguyên công vận chuyển, dáng người khô gầy, da thịt dính sát gân cốt, tuy rằng nguyên công thúc dục thân thể cao lên không ít, nhưng so với loại đại Phật như Kim Ngưu Thần thì vẫn là quá nhỏ bé. Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp, lại chiến đấu đến thảm thiết dị thường, nghiêng trời lệch đất, thậm chí một quyền đánh ra, nước biển tách ra hai bên, vỡ ra một cái rãnh trời. Bọn họ một trưởng nâng lên, biển rộng đều bị nhấc lên một mảng, lơ lửng bên trong không trung. Sức mạnh chất chứa bên trong một quyền một cước của họ làm cho người ta không thể tưởng tượng, ngạc nhiên đến thán phục. Thân thể người làm sao có thể chất chứa được lực lượng khủng bố như thế đây?
Luồng lực lượng này mạnh, dù là cao thủ vũ đạo đã tu thành nguyên thai, tùy tiện nhúng tay vào cũng sẽ bị sức mạnh to lớn của hai người kéo vỡ. Cho dù là thần dương vũ bảo như linh lung hoàng kim bảo tháp của Lý Huyền Tố cũng không thể chống đỡ được lâu, mà sẽ bị đánh thành bột mịn. Luồng lực lượng này có thể nói là không phải người, là sức mạnh to lớn nghiêng trời lệch đất, rời sông lấp biển. Lúc bấy giờ Phượng Yên Nhu sống đã trốn ra rất xa, miễn cho bị dư ba của hai người chiến đấu lan đến. Lực lượng dũng mãnh như thế, mặc dù là nàng ta cũng không chịu được nổi, chỉ có thể xem cuộc chiến từ xa xa. Những tuấn kiệt trẻ tuổi nghe tiếng mà đến, nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người, không ít kẻ sắc mặt như đất, yên lặng liền rời đi. Loại trình độ chiến đấu này làm cho bọn họ biết khó mà lui, chỉ còn lại vài người ít đòi ở lại. Những kẻ ở lại nơi đây đều là hạng người cực kỳ tự phụ, vô cùng hùng mạnh, lại rất tin tưởng vào bản thân mình, đồng thời tâm cao khí ngạo, không muốn cùng Kim Ngưu Thần cùng với Công Diệp Húc. Hạ Trùng Dương vẫn mặt không chút thay đổi, đầu đính chín khẩu đại đỉnh, miệng đỉnh vân khí mù mịt. Ông một tiếng, kiều đỉnh đột nhiên biến mất, dường như đã dung nhập vào bên trong thiên địa. Một luồng áp lực tối tăm dần dần tràn ra. Tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Hắn không có bất cứ biểu cảm gì, đột nhiên mỉm cười, dùng âm thanh khó có thể nghe thấy, lẩm bẩm mà nói: "Sư huynh, phải cẩn thận." Phượng Yên Nhu cảm thấy không ổn, trước tiên lập tức hô to nhắc nhở Diệp Húc, bay ra phía xa. Tốc độ của nàng cực nhanh, sau lưng đột nhiên mở ra hai cánh chim vô cùng hoa lệ, dùng cánh lừng có trăm dặm, chạy trốn xa xa. Tốc độ của nàng so với Thiên Cơ Tán còn nhanh hơn không ít. Phượng Yên Nhu kinh hồn vừa định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ Diệp Húc và Kim Ngưu Thần đại chiến, xuất hiện một tôn đại đỉnh hữu hình vô chất, phạm vi hơn 10 dặm phong ấn mảng không gian kia. Đây chính là tuyệt học của Hạ gia Trung Châu, Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu. Trong mảnh không gian bị phong ấn kia, những tuấn kiệt trẻ tuổi khác cũng cảm giác được không ổn. Kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương biến mất trong hư không. Không trung phía trên chỉ còn lại chín luồng màu sắc kỳ lạ, lưu ly lay động, cực kỳ sáng chói. "Hạ Trùng Dương, ngươi kiều đỉnh hợp nhất phong ấn ở đây, chẳng lẽ là định một mẹ bắt hết chúng ta hay sao?" Một gã đệ tử Thiên Đạo Tông lạnh lùng lên tiếng. Lại có một người đứng ra lạnh giọng nói: "Ngươi quá sằng bậy rồi, tu vi của ngươi quả thật không kém, nhưng chúng ta cũng không hề kém đâu. Nếu động thủ tới ngươi, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Mau thả chúng ta ra ngoài, nếu không ngươi chỉ còn đường chết kìa." Thân hình của Hạ Trùng Dương dần dần biến đạm, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn hạ giọng nói: "Thả các ngươi ra ngoài không có khả năng, các ngươi vẫn là chôn cùng Diệp Thiếu Bảo đi thôi." Thân hình của hắn dường như hóa thành không khí, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong không trung, chín loại màu sắc càng lúc càng rõ, dần dần bước tới gần. "Hắn hợp nhất kiều đỉnh chấn áp chúng ta, muốn luyện hóa tất cả chúng ta, quả là mộng tưởng hão huyền mà." Một gã tuấn kiệt trẻ tuổi cười lạnh: "Chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ kiều đỉnh chấn áp, sau đó xử tử hắn ta." Vù một tiếng, một luồng màu sắc đột nhiên phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, từ trên cao cuốn xuống. Luồng màu sắc này thuần thanh, giống như nước lũ cuồn cuộn gào thét mà tới. "Là phong sát sao?" Một tên đệ tử Thiên Đạo Tông sắc mặt kịch biến, mặt vàng như đất, run giọng nói: "Chẳng lẽ Hạ Trùng Dương ở trong đỉnh luyện kiều sát ư? Kẻ này âm hiểm vô cùng, đây là muốn một lưới bắt hết chúng ta, luyện hóa tất cả đây." Đây là một luồng phong sát đơn thuần, dài đến 30 dặm, từ trên người hắn đảo qua. Tên đệ tử Thiên Đạo Tông này hừ một tiếng cũng không kịp, đã bị phong sát thuần túy xé nát thành mảnh nhỏ. Hạ Trùng Dương thi triển ra tuyệt học Hạ gia Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu, phong ấn không gian phạm vi hơn 10 dặm, bao phủ tất cả những người nào chưa kịp bỏ chạy, chỉ có Phượng Yên Nhu nhờ tốc độ nhanh mà trốn thoát được. Hắn ta lòng tham cực lớn, không phải đơn thuần tìm đến Diệp Húc để trả thù, dã tâm lớn hơn nữa chính là một lưới bắt gọn tất cả mọi người ở nơi đây, thu hết của cải của bọn họ. Lần này đám người nghe tin mà đến đối địch với Diệp Húc, ngoại trừ tông chủ môn phái nhỏ và Yêu Vương Nam Hải, còn có các tài tuấn đến từ các đại phái, các thánh địa, các thế lực xuất thân lớn. Tông chủ môn phái nhỏ cùng Yêu Vương Nam Hải cũng thế. Những môn phái thế lực nhỏ đều là sinh tồn trong hàm răng của quái vật lớn như Hoàng Tuyển Ma Tông, nghèo nhất cũng không có mấy món chân giáo chi bảo hay vu bảo có thể lấy ra được, căn bản không được hắn để ở trong mắt. Tu luyện đến cảnh giới như hắn, vô luận tu vi hay thực lực đều vượt xa những nhân vật cấp giáo chủ môn phái nhỏ. Với lại thế lực nhỏ như Phạm Huệ Âm, Lạc Già Sơn, hắn không có chút hứng thú.
Thứ chân chính làm cho hắn ta để bụng chính là đám tài tuấn trẻ tuổi Diệp Phúc, Kim Ngưu Thần. Đám người Diệp Phúc, Kim Ngưu Thần thân mang trọng bảo, có thể trở thành cao thủ đứng trong đám người trẻ tuổi. Người nào lại không có vài món bảo vật phòng thân? Một món thôi lần có thể hơn 10, thậm chí cả trăm kiện vu bảo cấp chân giáo. Mà Kiều Đình hắn luyện chế cần một số lượng tài liệu kinh người, cướp sạch tài tuấn trẻ tuổi mới là cách nâng cao thực lực tốt nhất. Kiều đình của hắn hao phí tài liệu còn trên cả kiều đình của Diệp Phúc. Thậm chí hắn ta vì tăng uy năng của kiều đình mà sưu tầm tìm kiếm xung quanh, tề tập bởi loại sát khí, luyện nhập hết thảy vào trong đỉnh. Chỉ có thiên sát địa sát là không tìm được. Thiên sát địa sát trong đỉnh của hắn cũng không tinh thuần. Đã có người dùng đạo sát khí này tể lễ thân thể nguyên thai nguyên thần, là khí thải mà cường giả tam dương cảnh đại thành dùng qua, uy năng kém xa sát khí thuần chất. Cho dù là khí thải mà người khác đã dùng qua, nhưng nguyên năng của hai đạo sát khí này cũng hùng mạnh hơn xa những sát khí khác. Uy lực kiều đỉnh của hắn cũng được tăng lên một độ cao trước nay chưa từng có. Oanh một tiếng, từng đạo sát khí lao xuống, uy năng cực lớn, quét sạch tất cả. Đám người khác đều tránh né, tế khởi vu bảo đánh lên vách đỉnh, đem tòa đại đỉnh này đánh cho lay động không ngớt. Trong đó thậm chí có một nhân vật thiên tài của Nguyên Thủy Ma Tông, rõ ràng đã vượt qua bốn đạo sát khí tể lễ, thân thể thuần dương, chính là tu vi tam dương cảnh thuần dương kỳ, coi phong sát, thủy sát, hỏa sát, lôi sát, bốn loại sát khí như không có. Từ trong hỏa sát cuồn cuộn xông qua thẳng đến vách đỉnh. Vu bảo của hắn chính là một kiện thuần dương chi bảo, đã vượt qua tứ sát thể lễ, chính là một mặt cờ đen, cột cờ cao 2 trượng, mặt cờ cũng to 2 trượng, buông xuống mặt đất, trên mặt một mảnh hỗn loạn, rất là quái dị. Kiện vu bảo này uy lực khủng mạnh đến đáng sợ, tản mát ra từng luồng thuần dương dao động, đánh đến vách đỉnh, gần như chấn cho kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương phải tan ra. Sao? Thứ phòng chế của Nguyên Thủy Ma Tông cấm bảo, bản vương thần phiên ư? Hạ Trùng Dương đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội. Vì cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông này tu vi so với hắn còn mạnh hơn, chấn cho chân nguyên của hắn dao động không ngừng. Kiều đỉnh kiều nguyên, chấn áp. 9 quả ảo thai bay lên, rơi thẳng vào trong đại đỉnh trên không. Bên trong ảo thai rõ ràng có 9 nguyên thần khác nhau: Khải Thử, Đằng Sa, Hỏa Nha, Giao Long, Ngô Công, Huyền Điểu. Con nào con nấy không hề giống nhau. Nguyên thần của người khác chỉ có một, mà kiều đỉnh kiều nguyên của hắn không ngờ lại không hề giống nhau. Kiểu đại ảo thai này dung nhập vào trong đại đỉnh, chỉ thấy không gian phong ấn trong đỉnh càng lúc càng nhỏ, dần dần thu nhỏ lại chỉ còn tầm 100 thước. Hôm nay là ngày ta thu hoạch, chấn áp một đám cao thủ như vậy, luyện hóa bọn chúng, ta lại có thể thành tựu nguyên thai, chuẩn bị độ thuần dương kiều sát rồi. Hắn mừng rỡ trong lòng. Nơi đây cũng không được an toàn, chi bằng tìm một nơi yên lặng, an tâm luyện hóa hết đám người này. Hạ Trùng Dương đang định rời đi, đột nhiên thấy một nữ tử áo trắng hoành thân chắn đường hắn, không khỏi lộ ra chút ý cười, mở miệng mà nói: Phượng cô nương, tuy cô là con gái yêu chủ, nhưng muốn ngăn cản ta chỉ sợ là không có đủ tư cách đâu. Phượng Yên Nhu sắc mặt khẩn trương, đối mặt với kẻ hung ác như hắn ta khiến cho nàng có chút khiếp đảm. Nhưng Diệp Phúc bị nhốt ở trong đỉnh của Hạ Trùng Dương lại khiến cho nàng cố lấy dũng khí, dịu dàng mà nói: Chỉ cần ngươi thả Diệp sư huynh ra, ta liền thả cho ngươi rời đi. Sao? Thả Diệp thiếu bảo ư? Hạ Trùng Dương sắc mặt chuyển lạnh, cười ha ha: Buồn cười, họ Diệp liên tục giết con cháu Hạ gia ta, lại tu luyện công pháp Hạ gia ta, tội không thể tha được. Những người khác có thể tránh được cái chết, chỉ có hắn ta thì không. Phượng cô nương, người khác niệm ngươi là con gái yêu chủ, kính ngươi sợ ngươi, thậm chí ước gì cưới được ngươi làm vợ. Nhưng trong mắt của Hạ Mỗ, Thiên Yêu Cung cũng thường thôi, tiểu công chúa của yêu chủ, luận tôn quý có thể sánh được với Hạ gia ta hay sao? Hạ Mỗ giết người vô tình, cho là nữ nhân ta cũng sẽ giết mà không chút nhíu mày đâu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tránh ra không? Hắn ta đang đằng sát khí, trong tâm đã động sát ý. Phượng Yên Nhu hoảng sợ, lắp bắp nói: Không tránh. Ngươi có thể chết được rồi. Hạ Trùng Dương tay nâng đại đỉnh, bước nhanh lên, đang định động thủ thì đột nhiên thấy thân hình của Phượng Yên Nhu trượt ra, chuyển động cực nhanh xung quanh của hắn. Hai tay giống như bươm bướm bay lượn cao thấp, đánh ra từng đạo kim sắc phủ văn. Những kim văn đó vừa xuất hiện liền biến mất ở trong không trung. Hạ Trùng Dương mắt lộ ra thần quang, quan sát bốn phía, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lẩm bẩm nói: Đây là tứ tượng chu ma cấm chế, ta bước một bước ra sẽ động đến cái cấm chế này.
Cái kia chính là kiểu cung liên hoàn tuyệt sát cấm chế, rút dây liền động rừng. Còn có càn khôn đại điên cấm chế, uy lực tuy không mạnh, nhưng điên đảo âm dương càn khôn, làm cho người ta mê mang mất phương hướng. Trời ạ, à, còn có một cái ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm chế nữa sao? Phượng Yên Nhu ở trên không trung liên tục bày ra hơn 10 cái cấm chế vây quanh Hạ Trùng Dương, khiến hắn ta động một chút cũng không dám, bị nhốt tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Ta lại đã quên mất rồi, yêu chủ sinh 7 người con gái, con gái lớn tu vi cao nhất, con gái thứ hai tính tình mãnh liệt nhất, con gái thứ ba thì dịu dàng săn sóc. Thế nhưng trong 7 người, người bác học uyên thâm nhất chính là người con gái út. Hiện giờ vừa mới thấy, quả nhiên danh bất hư truyền mà. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ những cấm chế đó thật dễ dàng. Thế nhưng lúc này toàn bộ tu vi cùng kiều đình của ta đều đang chấn áp đám người Diệp Thứ Bảo. Đây là lần đầu tiên Hạ Trùng Dương bị bức cho ngay cả đường sống cũng không có. Trong tâm không khỏi khâm phục Phượng Yên Nhu vài phần, hắn thầm nhủ. Cũng tốt, cô ta bày ra nhiều cấm chế như vậy, ngược lại lại thành toàn cho ta rồi. Ta liền ở nơi này luyện hóa hết thảy đám người này, sau đó phá cấm mà ra, một chưởng giết chết con nhóc kia. Bị phong ấn bên trong đại đỉnh chấn áp, chín đạo sát khí xung quanh xung đạo bốn phía rào sát tất cả. Hạ Trùng Dương, thằng nhãi điên này không ngờ dám âm hại chúng ta. Một gã vũ sĩ trẻ tuổi cả giận nói, thân hình của hắn run lên rồi đột nhiên hóa thành một con rùa lớn màu vàng, tứ chi rụt vào trong mai rùa để mặc cho phong sát xâm nhập. Không ngờ hắn ta là một vị cường giả yêu tộc, dựa vào sở trường bản thân để đối kháng với phong sát. Vù vù vù, bên trong phong sát một bóng dáng áo lam bay tới, Diệp Phúc cạ xuống mai rùa, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Kim Ngưu Thần giống như Lam Ngọc Phật Đà cũng hiện ra bên trong phong sát. Diệp Thiếu Bảo, tiếp một quyền của ta, chiến Phật vô sinh. Phật quang quanh thân của Kim Ngưu Thần đột nhiên tràn ngập dày đặc tử khí, một quyền đánh ra dường như vạn vật điêu linh, thế gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Các người còn muốn đánh sao? Dưới chân Diệp Phúc, tên cường giả yêu tộc kia ai thanh mà la lên. Diệp Phúc cười lại một tiếng, tiếp tục một chiêu chiến Phật vô sinh của Kim Ngưu Thần. Tên cường giả yêu tộc dưới chân hắn lập tức bị lực lượng hai người nháy mắt bộc phát ra chấn cho hộc máu, lập tức bị phong sát xâm nhập vào trong mai rùa, đưa cốt nhục hắn tan rã, chỉ còn lại một khối mai rùa phiêu động trên không trung. Diệp Phúc và Kim Ngưu Thần cũng nhận ra vùng không trung gần đại đỉnh phong ấn của Hạ Trùng Dương, nhưng hai người chiến ý say sưa, không ai chịu dừng tay lại. Hai người bọn họ thân thể mạnh mẽ cực kỳ, xuất nhập thủy phong lôi hỏa tứ sát như vào chỗ không người. Bốn loại sát khí này tuy mạnh nhưng không thể thương tổn thân thể bọn họ được. Cường độ thân thể bọn họ sớm đã được tôi luyện hơn hẳn thân thể tam dương cảnh thần dương kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể đại vu tam thần cảnh. Bốn loại sát khí đánh lên người bọn họ giống như là đang gãy ngứa vậy. Diệp Phúc mượn dùng bốn loại sát khí tôi luyện, thêm cả áp lực của Kim Ngưu Thần, tu vi tăng vọt lên. Trong thời gian ngắn ngủi giao thủ với Kim Ngưu Thần, linh khí tích tụ trong cơ thể hắn liền bị luyện hóa 1%. Nếu là tu luyện từng bước, để luyện hóa nhiều linh khí như vậy, ít nhất hắn cũng phải mất 1 tháng. Oanh một tiếng, ảo đan của hắn đột nhiên vỡ nát, lập tức như nuốt chói cầu vồng, nuốt lấy linh khí trong cơ thể hắn, lại tụ tập biến thành ảo đan cửu phẩm. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân, thuần dương phá diệt đại kiếp nạn từ trên trời giáng xuống, lôi tiết như mưa, giống như từng đạo phát huy ra uy năng lớn nhất của vô bảo thuần dương, không ngừng đánh lên thân thể của hắn, khiến cho kiểu chuyển nguyên công của hắn đang nhanh chóng đi lên. Giao thủ với Kim Ngưu Thần với hắn mà nói là một cơ hội hiếm có, chẳng những tu vi tăng cường, cường độ thân thể tăng vọt, hơn nữa hắn kiến giải vô đạo cũng đột nhiên tăng mạnh. Kiểu định vạn pháp yêu quyết càng ngày càng phong phú viên mãn. Hai người đánh tới đánh đi, đấu đá lung tung, trong mảng thiên địa bị phong ấn này đột nhiên sơn sát xông đến, lập tức áp lực nặng như núi kéo đến, trên người mỗi người đều giống như có 10 thậm chí là 100 ngọn núi lớn đang đè nặng lên. Hơn nữa, sát khí xông tới khắp nơi, Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể mình mỗi một thoáng liền có mấy 100 ngọn núi lớn đánh lên trên thân thể mình, cho hắn áp lực không hề kém Kim Ngưu Thần. Sơn sát quả thật rất khó vượt qua, nếu không phải ta có cửu đỉnh, ảo đan, nguyên thần và bạch cốt yêu thành gia trì thân thể, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị ép cho tan xương nát thịt rồi. Kim Ngưu Thần ở bên trong sơn sát cũng không tốt hơn hắn là mấy. Hai người bước đi gian nan, cố gắng chống cự sơn sát đè lên, tiếp tục công kích từ đối phương. Chỉ là chiêu thức của bọn họ chậm như trâu già kéo xe,
nửa ngày mới có thể đánh ra một chiêu được. Thân thể bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trọng lượng của sơn sát lại đủ để chấn áp lực lượng của bọn họ. Qua thật lâu sau, Kim Ngưu Thần đột nhiên tế khởi bảo tháp, rút ra mấy cây linh mạch nhét đầy miệng. Hắn ta cười ha ha, giọng nói cực kỳ vui vẻ, lạnh lùng mà nói: Diệp Thiếu Báo, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi, người có biết không? Hiện giờ cửu chuyển nguyên công của ta trải qua sơn sát áp bách tẩy lễ, cuối cùng đã đột phá đến đệ lục chuyển đấy. Cái này còn ít nhiều nhờ ngươi đã cho ta áp lực lớn như thế. Nếu không có ngươi, ta sao có thể đột phá được đây? Toàn thân của hắn ta chấn động, cử động trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Bước đi hướng Diệp Phúc, từ trên cao nhìn xuống, một trưởng hạ xuống, nhai răng cười gằn mà nói: Vì cảm ơn ngươi, ta sẽ tự tay đưa ngươi quy thiên, sám hối đi thôi. Diệp Phúc trở tay đón nhận một trưởng của hắn ta, hướng hắn chấn cho lui về phía sau một bước, mỉm cười mà nói: Ngươi đột phá đệ lục chuyển, thật đáng mừng. Chẳng qua nguyên công của ta cũng đột phá tới đệ thất chuyển, có lôi kiếp cùng sát khí tể lễ, nguyên công của ta tiến cảnh còn nhanh hơn ngươi kìa. Hai người lực lượng cùng tăng vọt, di chuyển tự nhiên bên trong sơn sát, đột nhiên song song phá vỡ sơn sát, nhảy vào bên trong âm sát. Hai người bọn họ đều là kẻ tài trí hơn người, nghĩ đến sát khí tể lễ để khiến cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Diệp Phúc vừa mới tiến vào trong âm sát, lập tức bị khôn cùng sát khí đánh tới. Cái loại sát khí này đóng băng thân thể vu sĩ, đóng băng lại chân nguyên và vu bảo, đóng băng nguyên thần. Nguyên thần của hắn sau khi đông lại còn có xu thế phân băng. Cái này vẫn là nguyên thần có thân thể bảo vệ. Nếu là nguyên thần không có thân thể bảo vệ, trực tiếp lộ ra giữa âm sát, chỉ sợ một hơi thôi, nguyên thần của hắn sẽ bị đóng băng thành một khối băng nát. Uy lực của âm sát còn không cần như thế. Bên trong sát khí còn có chứa cực ít băng xương âm ma, nhỏ không thể sát, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng mạnh, gần như không kém thuần dương chi bảo, không ngừng đánh tới bất luận tên vu sĩ nào dám can đảm tiến vào trong sát khí, đập nát thân thể, ăn mòn chân nguyên, vu bảo và nguyên thần. Vu sĩ bình thường, cho dù là cao thủ nguyên thai kỳ, đã tiến vào trong âm sát cũng không sống quá được một hơi thời gian, sẽ bị âm sát âm ma phá hủy thì cốt cũng không còn. Vu sĩ thuần dương kỳ vượt qua phong hỏa, thủy lôi, sơn năm đạo sát khí, nếu không có thực lực đủ mạnh cùng nguyên thần đủ hùng mạnh thì chỉ sợ trong âm sát kiên trì không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Đây là uy lực của thiên địa, chỉ có thiên địa huyền diệu vô cùng mới có thể sinh ra loại sát khí thần kỳ như thế, khủng bố như thế. Thái Dương chân hóa, thủ hộ nguyên thần. Diệp Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, khẽ quát một tiếng, nguyên thần của hắn gốc cọc tụ kia bắt đầu động lại ở trong Thái Dương chân hỏa, chảy xuôi trong thân thể, cố gắng chống lại sự xâm nhập của âm sát. Âm sát cực kỳ bé nhỏ va đụng vào thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn run lên kịch liệt, phát ra tiếng vang giống như tiếng chuông, tiếng trống cùng vang dội vậy. Bên ngoài da của hắn không ngừng tuôn ra những chuỗi ánh lửa cùng với phù văn khi cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh tan biến bùng nổ. Âm sát âm ma thậm chí từ trong miệng mũi chui vào trong cơ thể của hắn, đánh lên khắp nơi, chấn cho kiều đỉnh và bạch cốt yêu thành trong huyệt khiếu của hắn di động không ngừng, gần như bị ép ra bên ngoài cơ thể. Không chỉ có như thế, thân thể hắn dường như bị âm sát từ trong ra ngoài tẩy lễ hết một lần. Tất cả tạp chất đều bị sát khí ép ra khỏi cơ thể. Đó là khi hắn mới tu luyện chư thiên thập đạo, cắn nuốt vu bảo cấp thấp, tài liệu cấp thấp cũng bị âm sát ma tẩy trừ một lần, hết thảy đánh nát, thổi ra khỏi cơ thể. Khó trách bình thường vũ sĩ tam dương cánh chỉ cần vượt qua năm đạo sát khí thì lập tức tiến lên tam thần cánh. Âm sát đã lợi hại như thế, dương sát, thiên sát, địa sát là càng thêm kinh người, không có mấy vũ sĩ tam dương cánh là có thể vượt qua được. Diệp Húc thất kinh trong lòng, âm sát âm ma đánh tạp chất ra khỏi cơ thể hắn, ngược lại khiến cho hắn có một loại cảm giác tâm linh thông thấu, thân thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều, thư sướng như được ăn quả nhân sâm vậy. Những tạp chất đó bị bài trừ ra ngoài cơ thể, khiến thân thể của hắn trở nên trong suốt, có một loại sáng bóng như mỹ ngọc, thậm chí xương cốt cũng trở nên trong suốt như ngọc. Đây là một lần gặp gỡ hiếm có, cũng là khiêu chiến. Nếu có thể vượt qua được âm sát, thực lực tu vi của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng nếu không độ qua được thì chỉ có còn con đường chết. Mà Kim Ngưu Thần ở cách hắn không xa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hắn ta cũng tinh thông một loại thần hỏa, đau khổ chống cự âm sát. Âm sát tạo ra cho hắn cũng là một cơ hội cực kỳ hiếm có, đủ để thực lực của hắn tăng lên. Ở bên trong âm sát, bọn họ ngay cả cơ hội động đậy cũng không có, càng không cần phải nói đến thi triển thủ đoạn
công kích đối thủ. Vu pháp bọn họ căn bản mơ tưởng mà phát ra bất luận uy lực gì. Vu bảo cũng đừng hòng mà tế lên, nguyên thần thì lại càng không cần nhắc đến. Nguyên thần của bọn họ tế lên, nếu như dám lộ ra không trong không khí, cho dù là vừa lộ ra sẽ bị âm sát, âm ma xé vỡ. Bên trong âm sát, bọn họ chỉ có thể chống đỡ, không có sức phản kháng. Âm ầm. Trong cơ thể của Diệp Húc đột nhiên truyền đến tiếng ảo đan phá nát. Kim Như Thần không khỏi vui vẻ, lên tiếng nói: "Ảo đan của tiểu tử này bị phá nát, chẳng lẽ là bị âm sát đánh nát thì sao?" Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy Diệp Húc khoanh chân ngồi ở đấy. Trong âm sát lù lù bất động, đỉnh đầu một mảnh lôi vân thuần dương phá diệt đại kiếp nạn từ từ nổi lên thành hình. Mẹ nó chứ, cái này đều không chết được, thiên lôi đánh chết tiểu tử này đi. Kim Ngưu Thần hung tận mà mắng. Ở bên ngoài đạo âm sát này, thủy, phong, sơn, hỏa, lôi, năm đạo sát khí như nộ long, trở mình quay cuồng, vây quanh tên cao thủ thuần dương kỳ, nguyên thủy ma tông kia. Năm đạo sát khí va đụng, vây hắn ở trong. Tên đệ tử nguyên thủy ma tông kia thất kinh, tế khởi bàn vương thần phiên, khổ sở mà ngăn cản, đưa tay vung lên, bàn vương thần phiên liền trào ra một dòng khí hỗn độn dài đến hơn 10 dặm, thậm chí bức mở sắt. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cực kỳ thâm hậu, cho dù là Diệp Húc và Kim Như Thần cũng chưa chắc dám nói có thể hơn hắn. Hắn tuyệt đối là một cường giả rất giỏi. Nhưng lúc này Hạ Trùng Dương điều động năm đạo sắt khí đến chấn áp hắn, khiến nơi hắn có thể di chuyển lại càng lúc càng nhỏ, tiêu hao cực lớn. Sơn sắt đè xuống, định trụ bàn vương thần phiên, bốn đạo sát khí khác xung đáng đảo qua người hắn. Hạ Trùng Dương, ngươi không giết nổi ta đâu. Vị cao thủ nguyên thủy ma tông này ngửa mặt lên trời cười to, lù lù bất động trong bốn đạo sát khí tiến công, cố gắng thao túng bàn vương thần phiên, ý đồ thoát khỏi sơn sắt chấn áp. Đột nhiên, một dòng đạo sát khí vàng óng từ trên cao hạ xuống, đảo qua trên người của hắn. Đạo sát khí này giống như vô số thái dương tạo thành vậy, từng cỗ thuần dương chi khí tràn ngập, tản ra hào quang sáng chói. Vị cao thủ nguyên thủy ma tông đứng tại chỗ vẫn không động đậy. Ra một tiếng, thân thể của hắn tan ra hóa thành cho bụi, cũng là bị đạo dương sát khí này luyện thành cho tàn. Nguyên thai nguyên thần thân thể đều tan rã hết. Ngọc lâu của hắn nổ tung, từng điều linh mạch thô to từ giữa hạ xuống, còn có nhiều tài liệu chất đống như núi, nhiều không đếm xuể. Trong không trung một bàn tay to hạ xuống, đem tất cả hết thảy mấy thứ này mà vớt đi. Giờ phút này, ở trong mảng không gian bị phong ấn trong cửu đỉnh, ngoại trừ Diệp Húc và Kim Ngưu Thần, những người khác đều đã chết hết, bị Hạ Trùng Dương luyện hóa thành tro tàn. Quả nhiên, giết chết những tên đệ tử tinh anh các môn phái đó mới là cách vừa vét của kẻ tốt nhất mà. Hiện giờ, trong đỉnh của ta chỉ còn lại có Diệp Thiếu Bảo và Kim Ngưu Thần. Luyện hóa bọn chúng xong, của kẻ của ta liền tăng thêm mấy lần rồi. Hạ Trùng Dương thu hết tất cả mấy thứ này lại, cất vào trong ngọc lâu của mình. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chỉ thấy trong lúc hắn luyện hóa những người kia, Phượng Yên Nhu đã lại không ngừng bày ra cấm chế xung quanh hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng bày ra ước chừng 100 cái cấm chế, không có một cái nào giống nhau cả. Tiểu công chúa Thiên Nữ Cung, không hổ cái tên bác học à. Hạ Trùng Dương nhìn hướng thiếu nữ áo trắng, hừ lại một tiếng, cười nói: "Chẳng qua, thực lực giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn. Những cấm chế đó nhiều nhất chỉ vây khốn ta được một khắc thôi. Ta sẽ phá vỡ tất cả cấm chế này. Đến lúc đó chính là tự kỳ của ngươi kìa." Kim Ngưu Thần nhìn mà kinh tâm động phách. Hạ Trùng Dương dùng 6 đạo sát khí luyện hóa cao thủ nguyên thủy ma tông kia, quả thực là không cần tốn sức. Tiểu tử này luyện hóa ta, chỉ sợ cũng không dùng mấy cái sát khí sẽ phá hủy nguyên thần bất tử chân thân của ta thôi. Nguyên thần của ta lúc đó sẽ tan rã. Thủy, phong, lôi, sơn, hỏa, năm đạo sát khí bay tới bên này, dương sát theo sát phía sau. Kim Ngưu Thần mặt xám như tro tàn, đột nhiên quát lớn: "Họ Hạ kia, người muốn luyện hóa ta không dễ như vậy đâu. Cửu chuyển nguyên công, đột phá cho ta." Hắn ta giống giận không ngừng, đứng dậy lấy ra mấy điều tam gia linh mạch trong bảo tháp nhét vào trong miệng, điên cuồng thúc giục nguyên công chống đỡ sát khí có thể tới bất cứ lúc nào. Vù 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 vù. Thủy, phong, sơn, hỏa, lôi, dương 6 đạo sát khí gào thét vọt tới, quét tới hướng hắn. 6 đạo sát khí này, mỗi một đạo đều dài hơn 10 dặm, giống như 6 con cự long vô cùng khổng lồ, vây quanh Diệp Húc và Kim Ngưu Thần. Diệp Húc cũng đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy áp lực tăng lên bội phần, xương cốt bị ép cho băng băng rung động. 7 đạo sát khí này có thể tạo ra uy hiếp với hắn chỉ có âm dương nhị sát.
còn những sát khí khác với thân thể hắn mà nói cũng chẳng uy hiếp được là mấy. Diệp thiếu báo, nếu không chống được âm dương nhị sát, chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Kim Nhiêu Thần ánh mắt chớp động, hét to: chúng ta chỉ có thể tạm thời buông ân oán, liên thủ đối kháng mới có con đường sống thôi. Kim huynh, không cần phải rắc rối như vậy, một mình ta là đủ rồi. Diệp Húc mỉm cười, đột nhiên tới khởi một đạo kiếm khí quét ngang mà qua. Đạo kiếm khí này sắc bén như thế, ngay cả nguyên thai bất tử chân thân cũng không thể ngăn cản được, chém Kim Nhiêu Thần thành hai đoạn. Hắn hạ giọng nói: ta định ở nơi đây dùng kiểu sát tu luyện thân thể và tu vi. Kim huynh, hai người thì quá nhiều, đã có kiểu sát, ta giữ ngươi lại cũng vô ích thôi. Mặc dù bị chặt đứt thân thể, Kim Nhiêu Thần vẫn chưa chết, giật mình nhìn đạo kiếm khí trong tay Diệp Húc kia, lẩm bẩm mà nói: Là kim tinh kiếm khí sao? Là kim tinh kiếm khí của Úc sư đệ. Ta hẳn là sớm đoán được đạo kiếm khí này rơi vào trong tay của ngươi. Hắn nói xong, thất sát đồng loạt xuất hiện, ép vỡ vụn hắn. Diệp Húc thu kim tinh kiếm khí lại, chỉ thấy ngọc lâu của Kim Nhiêu Thần phân giải, từng điều linh mạch thô to từ giữa không trung rơi xuống. Tiếp theo đó, xuất hiện trên không trung một bàn tay to chụp tới những linh mạch tài liệu kia. Đây là tay của Hạ Trùng Dương định thu đi tất cả những gì Kim Nhiêu Thần cất. Bàn tay kia bắt phải khoảng không, chỉ thấy trên không trung chuyển đến một tiếng gầm lên. Phía trên bầu trời, gương mặt của Hạ Trùng Dương hiện ra, chiếm cứ toàn bộ không trung, to lớn không gì sánh nổi, điềm nhiên mà nói: dám đoạt đồ của ta, ngươi đây là cướp thịt từ trong miệng hổ, tìm đường chết chứ. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi, đem ngươi từng chút một mài thành thịt vụn. Thật sát chấn áp, sát khí đại ba bàn. Bảy đạo sát khí cuồn cuộn mà đến, bao phủ Diệp Phúc lại, giống như bảy con rồng đang giận dữ, rảo sát tất cả. Từ xa nhìn lại, bảy đạo sát khí này tựa như một cái cối xay thật lớn, mà Diệp Phúc ở tại trung tâm cối xay, bị bảy đạo sát khí đè ép nghiền mài. Hạ Trùng Dương trong lòng thực sự giận dữ, vốn là bảo vật trong tay hắn ta lại bị Diệp Phúc cướp đi, rứt cuộc không nhịn được cơn thịnh nộ, định dùng sát khí đại ma bàn mài Diệp Phúc thành thịt vụn. Cho dù tu vi của Diệp Phúc tăng vọt lên, nhưng ở trong sát khí đại ma bàn vẫn có một loại cảm giác bị xé rách nghiền nát. Oanh oanh oanh, da hắn bị sát khí xé ra, máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên những thương thế đó vừa mới xuất hiện liền được chân nguyên của hắn chữa khỏi, khôi phục như lúc ban đầu. Loại áp lực này so với Kim Nhiêu Thần còn mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Diệp Phúc tận lực chống chọi, trong lòng của hắn lại đang mừng rỡ, tiềm lực của hắn đang được áp lực khổng lồ như thế hoàn toàn thôi phát. Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh, rồi cửu chuyển nguyên công và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh đều đang điên cuồng vận chuyển, lấy một tốc độ nhanh đến khó tưởng tượng, luyện hóa linh khí tích tụ ở trong cơ thể của hắn. Sát khí đại ma bàn âm ầm chuyển động, chèn Diệp Phúc vào trung tâm. Hắn phải đối mặt với không chỉ trọng áp trước nay chưa từng có, mà còn có cả hai loại âm sát dương sát xâm nhập. Mới ban nãy hắn đã cảm nhận được uy lực của âm sát, mà dương sát lại hoàn toàn khác biệt. Dương sát nhập thể là một cỗ thần dương khí mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, so với thái dương chân hỏa của Diệp Phúc mãnh liệt hơn không ít lần. Dòng thần dương khí này xung đãng từ song môn rót vào trong thân thể vũ sĩ, giống như một tràng phong hỏa thổ lan đến tứ chi trăm hài bách khiếu toàn thân, từng lỗ chân lông huyết dịch tóc tai khắp mỗi một ngóc ngách. Dương sát gặp phải thứ nào thiêu đốt thứ đó, vô luận là thân thể hay là nguyên thần, thậm chí cả chân nguyên cũng bị châm cháy. Đây là chỗ lợi hại nhất của dương sát, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị được, phòng mà không thể phòng. Loại sát khí này khi chui vào trong thân thể con người bắt đầu đốt cháy lục phủ ngũ tạng, mà bên ngoài thân thể lại không cảm nhận được nhiệt lượng. Chờ đến khi thân thể cháy sạch, nguyên thần thành tro, chân nguyên khô kiệt, chỉ còn lại một tấm da người cùng một nắm cho tàn. Vị cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông vừa rồi chính là bị dương sát phá hủy đi thân thể nguyên thần cùng chân nguyên, gió thổi qua liền tan đi theo gió. Vượt qua dương sát tẩy lễ chỉ có một cách, chính là để mặc cho dương sát thiêu đốt, không chống cự gì cả. Để thuần dương khí của dương sát rót vào trong thân thể, đốt cháy thân thể, châm cháy chân nguyên, nguyên thần tắm lửa, chỉ cần chống đỡ không chết, thân thể chân nguyên thậm chí là nguyên thần của vô sĩ đều sẽ đạt tới một trình độ hùng mạnh trước nay chưa từng có. Ở trong dương sát, thân thể được rèn luyện vô cùng vững chãi, vô cùng mềm dẻo, chân nguyên được thuần dương khí tẩy đi tất cả tạp chất, tinh thuần như một, nguyên thần tắm lửa mà không cháy, hùng mạnh tới cực điểm. Sau khi bước vào tam thần cảnh sẽ được chiến lực lớn đến khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Phúc bị dương sát ép cho phải mở song môn trên đỉnh đầu, sát khí rót vào bên trong cơ thể, tất cả mọi thứ bên trong đều bắt đầu thiêu đốt.
máu thịt, kinh mạch, xương cốt, đan điền của hắn trong nháy mắt bị châm cháy, từng hạt nhỏ trong thân thể đều hừng hực bốc cháy. Đan điền của hắn giống như một cái thiên địa hồng lô tràn ngập đại hỏa thần túy, tất cả chân nguyên cùng với cửu đại ảo thai đều bị đốt lên, thậm chí cửu đỉnh và bạch cốt đưa thành ở trong huyệt khiếu trong cơ thể của hắn không ngừng lao đi, chấn áp bảo vệ thân thể. Cùng với Diên La Thiên Địa Tháp đang chìm nổi trong đan điền và kim tinh khí chạy xung quanh, còn có âm dương nhị khí trong hai mắt đều đang bị thiêu đốt. Nguyên thần của hắn, gốc ngọc thụ kỳ quái kia cũng bốc lên ngọn lửa ngút trời. Trong khi cực kỳ nguy hiểm, âm sát xâm nhập tới, sát khí và âm ma tàn phá từ trong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, phá hỏng tất cả. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn, một đám lôi vân ngưng tụ thành hình, nở lên uy năng cực kỳ khủng bố. Thuần dương phá diệt đại kiếp lại tiếp tục kéo tới. Không chỉ như thế, sát khí đại ma càng lúc càng co vào, càng co càng chặt, gần như ép vỡ xương cốt của hắn. Khóe mắt của Diệp Phúc giật dữ dội, đây quả đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, đem những con đường sống của hắn đóng kín lại. Diệp Thiếu Báo, ngươi còn không chết sao? Cái khuôn mặt che phủ toàn bộ không trung của Hạ Trùng Dương kia vẫn ở nơi đấy, hai mắt giống như hai vầng trăng, lạnh lùng nhìn Diệp Phúc, mở miệng mà nói: "Ta gom góp thất sát, luyện thành sát khí đại ma bàn, ngay cả bản thân ta đều không thể ngăn cản được. Ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây." Diệp Phúc làm ngơ, liều mạng vận chuyển Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh và Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, cố gắng chống chọi với áp lực của hà sát khí đại ma. Về phần dương khí và sát âm sát, hắn chẳng để tâm chút nào. Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thiên thế. Diệp Phúc phun ra một hơi chọc khí thật mạnh, tế khởi kiện trọng bảo cuối cùng của mình, dung nhập vào trong huyệt khiếu, chấn áp thân thể, chống lại áp lực. Trong trận chiến với Kim Ngưu Thần, dù thân thể ở thế yếu, hắn cũng không có tế lên Di La Thiên Địa Tháp lên. Mà lúc này, gần như phải đối mặt với cái chết, hắn rốt cục cũng bất chấp tất cả mà đem quân bài chưa lật của mình dùng ra. Tòa bảo tháp này dung nhập bên trong huyệt khiếu rồi. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực dường như giảm nhẹ đi rất nhiều, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Linh khí linh mạch tồn trữ trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Tu vi hắn lại đột phá, ảo đan phá nát. Sau một lúc lâu, ảo đan lại ngưng tụ, không qua lâu sau lại phá nát. Kiếp vân trên đỉnh đầu của hắn chưa thành hình, lại có một đám kiếp vân nổi lên bên trong. Sau đó, đám kiếp vân thứ ba cũng dần dần xuất hiện. Nguyên công của hắn tiến cảnh đang nhanh chóng tăng lên, thân thể bị dương sát dẫn cháy. Nước ở trong cơ thể dường như bốc hơi sạch sẽ, ở trong nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương gầy đét dị thường. Nhưng mà hắn cũng không phải là không có bất cứ sức sống gì. Chân nguyên và ảo đan của hắn tuy bị dương sát đốt, tu vi nhanh chóng hao mòn đi, nhưng tốc độ đó thậm chí còn kém cả tốc độ tăng tu vi của hắn. Nguyên thần của hắn ở bên trong dương sát lù lù bất động, lại càng thêm xanh tươi mượt mà, cành lá khua khoắng, gốc rễ tung bay. Bởi vì tu luyện nhất thần phân hóa, kiều đỉnh kiều nguyên, nguyên thần của hắn được phân chia thành 9 nguyên thần. Lúc này, 9 gốc ngọc thụ đều đang nhanh chóng co rút lại, biến thành 9 gốc cây non xanh mượt. Kiều đỉnh, bạch cốt tiêu thành và Diên La Thiên Địa Tháp đang nhanh chóng co lại trong dương sát, thể tích nhỏ đi. Nhưng sau khi bị dương sát luyện hóa rồi, những thứ còn lại đều là tinh hoa, ngược lại khiến hắn thao túng những vu bảo đó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu là vu bảo bình thường, ở trong dương sát có khi ngay cả cặn bã đều không còn. Nhưng vu bảo của hắn, những tài liệu dùng để luyện chế ra gần như đều là thần dương chi bảo, chất lượng rất cao. Thậm chí cả bạch cốt điêu thành cũng là do xương cốt của đại yêu tam thần cảnh luyện chế mà thành. Dương sát vốn không thể phá hủy, chỉ có thể chiết xuất tạp chất ra, khiến uy lực của vu bảo lại càng thêm mạnh hơn. Sau khi những vu bảo đó trải qua rèn luyện, Diệp Phúc chỉ cảm thấy uy lực của chúng thấp nhất là tăng 2 phần. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, uy lực của những món vu bảo đó vẫn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí có vài phần đặc thù của món thần dương vu bảo tản ra những luồng thần dương khí vô cùng tinh thuần. Nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, tất cả vu bảo của ta đều sẽ trở thành thuần dương chi bảo. Hơn nữa là thuần dương chi bảo đã liên tục vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ kìa. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp mà Lý Huyền Tố luyện chế trước đây chẳng qua chỉ vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ mà uy lực đã lớn như thế rồi. Mà lúc này đây, Diệp Phúc định một lần liền cho ra lò vài món vu bảo đã vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Mỗi một món đều vượt qua Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, chỉ sợ hơi đụng vào nhau thôi cũng có thể đâm nát Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp rồi. Thân thể của hắn đang nhỏ lại, dương sát tẩy đi tạp chất trong cơ thể hắn, khiến hắn trở nên thấp bé hơn trước đây vài phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị thu nhỏ lại thành trẻ con mất thôi. Diệp Húc kinh hồn bạt vía. Cũng may mắn, khổ tu kiểu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh
trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tạp chất trong cơ thể đã không còn là bao, dù là dương sát cũng không thể lấy đi thêm tạp chất trong cơ thể của hắn nữa. Thân thể Diệp Húc rút ngắn lại chỉ còn 2 tấc, liền dừng lại. Lúc này hắn dường như trẻ lại 2-3 tuổi, bề ngoài nhìn như thiếu niên 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, anh khí bừng bừng. Nếu như lúc này hắn đứng cùng một chỗ với Ứng Tông Đạo, có khi người khác sẽ cho là hai người bọn họ bằng tuổi nhau vậy. Dương sát không giết được ta, sát khí đại ma lại không làm gì được ta. Diệp Húc cực kỳ tin tưởng, trong mắt tinh quang lóe ra. Lúc này sát khí đại ma càng lúc càng nặng, áp lực càng ngày càng lớn, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, chuyên chú chống chọi với ba đạo thần dương phá diệt đại kiếp nạn ở trên đỉnh đầu. Sát khí đại ma tăng áp lực lên, cửu đỉnh, bạch cốt yêu thành, di la thiên địa tháp của hắn cũng tăng nguyên lực lên, đủ để triệt tiêu áp lực của đại ma. Đột nhiên linh khí trong cơ thể của hắn nhanh chóng giảm bớt, Diệp Húc tâm vừa động, vội vàng xem xét. Chỉ thấy trong chín khẩu đại đỉnh, từng viên nguyên đan sáng ngời như châu ngọc đang từ từ được sinh ra. Hắn cùng lúc ngưng tụ 9 viên nguyên đan, cần rất nhiều linh khí. Làm người ta phẫn nộ là nếu không phải Diệp Húc nuốt vào không ít linh mạch bậc 3 bậc 4 trước đây, căn bản không thể thuận lợi ngưng tụ nguyên đan như vậy. Linh mạch tích góp trong cơ thể hắn rất nhiều, đủ để khiến cho hắn tu luyện đến tam thai cảnh. Lúc này vì ngưng tụ nguyên đan mà linh khí đã tiêu hao đi 1/10. Trong khoảnh khắc nguyên đan của hắn ngưng tụ thành công, 9 viên nguyên đan này lập tức hút hết tất cả chân nguyên đem nhập vào trong đan, hơn nữa còn đang điên cuồng hút linh khí không ngừng nhập vào trong đấy. Hiện giờ ta đã là cường giả tam đan cảnh nguyên đan kỳ rồi. Sắc mặt Diệp Húc không vui không buồn, có một loại cảm giác tâm tư sáng sủa. Dường như nguyên đan ngưng tụ thành công, những thiện ác thị phi trong nội tâm, đủ loại ý nghĩ trong đầu hắn càng hiểu thấu đáo hơn. 9 viên nguyên đan này chiếu sáng đủ mọi ý nghĩ trong nội tâm của hắn, đủ loại tâm tư tất cả đều hiện ra trên nguyên đan, giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn đủ loại cảnh tượng xuất hiện. Hiện giờ hắn tu luyện thành nguyên đan, cửu chuyển nguyên công đã tu luyện đến đệ bát chuyển, thành nguyên đan bất diệt chân thân. Nếu là kiểu chuyển nguyên công, chân nguyên thuần kim, đó chính là kim đan bất diệt thân. Lúc trước Cúc Khánh Sơn chính là kim đan bất diệt thân, chỉ dựa vào thân thể thôi liệu có thể ngăn cản âm dương nhị khí của hắn. Có thể thấy được ở cảnh giới này, thân thể sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Mà Diệp Húc tích lũy hùng hậu hơn Úc Khánh Sơn, lại tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, thành tựu của thân thể cũng vượt xa hẳn Úc Khánh Sơn. Nếu như không sử dụng vô bảo, thân thể của hắn cũng không kém thân thể khoa phụ mão và nguyên thai bất tử chân thân của Kim Ngưu Thần. Nếu có thêm cửu đỉnh và thuần dương vô bảo, cái kia thực sự là thực lực của hắn sẽ hùng mạnh cỡ nào đây. Nguyên đan kỳ tiêu hao quá lớn, hơn nữa ta còn tu luyện cửu chuyển nguyên công, linh mạch tích trữ trong cơ thể ta e là không đủ để cho ta tu luyện đến tam thai cảnh. Tu vi của hắn còn tăng lên vùn vụt, không ngừng kéo lên, tiến tới nguyên đan nhị phẩm. Cái gọi là nguyên đan kỳ thực ra chính là quá trình không ngừng tích lũy khiến cho nguyên đan lớn mạnh, hóa thành mô thai mà thôi. Vũ sĩ muốn tạo thành nguyên thần, khiến nguyên thần hóa thực chất và luyện ra mô thai, lấy nguyên đan làm thai, nguyên thần làm giống, chân nguyên làm chất dinh dưỡng mà nuôi dưỡng nguyên thần. Đã gần một tháng rồi, sao tên tiểu tử này còn chưa chết vậy? Ở bên trong rất nhiều cấm chế do Phượng Yên Nhu bày ra, Hạ Trùng Dương nôn nóng, bất an, đã hơn 20 ngày rồi. Hắn ta vẫn thúc giục sát khí đại ma vây khốn Diệp Húc tận lực luyện hóa, lại vẫn không hề thấy có tác dụng gì cả. Diệp Húc giống như một hòn đá ngầm, một cây cột chắc chắn, khoanh chân ngồi giữa trung tâm sát khí đại ma. Bảy đạo sát khí nghiền ép qua hắn, nhưng dường như không có bất kỳ hiệu quả gì. Tuy nhiên, tên tiểu tử này cũng không ra được, lấy thực lực của hắn không thể phá vỡ sát khí đại ma của ta được. Hạ Trùng Dương ánh mắt chớp động, đứng dậy thầm nghĩ, nếu không thể luyện chết hắn, vậy phá vỡ cấm chế của tiểu phượng hoàng, về Trung Châu mời cao thủ trong tộc tới luyện hóa hắn vậy. Hắn đang định động thủ phá cấm, đột nhiên đại đỉnh rung lên dữ dội, bên trong đỉnh truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Thân hình Hạ Trùng Dương rung mạnh, hai tay không giữ được đại đỉnh nữa, chỉ thấy khẩu đại đỉnh này ở một tiếng tách ra làm 9 cái. Diệp Húc từ trong một khẩu đại đỉnh bay ra, thở dài mà nói, thật không muốn ra ngoài, tiếc là ta đã dùng hết linh mạch rồi. Hắn nhìn về phía Hạ Trùng Dương, mỉm cười nói, Hạ huynh, có thể cho ta mượn mấy cái linh mạch được không? Nếu như ngươi không cho ta mượn, ta đành giết ngươi rồi lấy sau vậy.
Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 12 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.